Thì cái đạo Thiên Tâm cha cho ra đúng cái thời đại này, năm nó phát xuất từ năm 1979 từ ở trại Nam Hà, tỉnh Hà Nam Ninh, Bắc Việt Nam. Lúc đó Trung Cộng nó tấn công xe tăng qua miền Bắc nước Việt thời đó. Thì lúc đó ở trên á mới cho các tù nhân mà của Việt Nam Cộng Hòa đó, mấy bác á đi lấy gỗ, lấy cây để mà đeo, để mà làm cái dấu, làm một cái dấu hiệu đó đó, cái dấu này nè. Dấu này là quý vị đó, dấu ra dấu là dấu này là của thượng đế nha. Thì ở trong đó mấy bác đâu có biết, thì ở đến đường cùng rồi, ở trên biểu thì sao làm vậy, thì nhờ đeo vậy mà không có trái bom nào lọt vô trại tù, lọt vô cái là chết rồi. Giờ đâu có qua Mỹ, thì giờ mình đâu có đủ 6 triệu người, thì mai mốt mỗi lần mà mình xin 6 triệu tô phở đâu có đủ 6 triệu đâu, giỏi lắm là 1-2 triệu. Thì nhờ những cái đứa chim hiền mà thượng đế gửi ra ngoài cộng đi vượt biên. Bữa thì xin lỗi nha, mình tô phở khoảng 15 12 tới 15 16 đô ly cà phê với tiền tip nữa, bo tiền bo là khoảng 30, nghĩa là mình nhịn ăn một buổi phở, ý là việc nói như vậy. 6 triệu người thì là 180 triệu, mình mà đâu phải sinh một lần thì sinh 10 lần thì phải là 1 tỷ 8 không, 1 tỷ 8 là cứu cả nước Việt được rồi đó. Nhưng mà không phải là xin bây giờ nha, xin bây giờ là vô mấy túi đại ca kia không có làm. Ý là kiện nói là đợi khi nào nước mình giống như Ukraine vậy đó, đại nạn vậy đó, là kiện mới xin thôi. Kiệt sẽ là mặc thêm ba cái mặt nạ dày nữa, bây giờ là mới có một cái à. Thì lúc đó kiệt sẽ gán xin, cộng với kiệt có nhiều tiền kiệt cho theo, theo luôn nữa. Thì lúc đó mình sẽ cứu nước mình. Chứ mình cứ giả sử như Trung Cộng mà nó đổ xe tăng đi qua cửa Lạng Sơn, để chừng mình nói đừng nói chi là 40 cây số dài xe tăng như kiểu Nga mà tấn công Ukraine, nó chỉ để chừng 10 chiếc thôi, mình lấy gì mình cản nó ta, lấy Nguyễn Thị Sáu hay là Nguyễn Văn Chổi nằm xuống cản nó hả, cản cho dẹp lép luôn á. Thiên Ân Môn mà nó cản cái là 10.000 đứa học sinh còn chết nữa. Thì lúc đó chỉ có hải ngoại đánh đánh động cái lòng, chỉ có cái lòng đoàn kết của người Việt khắp thế giới mới chặn được sức mạnh của Trung Cộng tấn công vào Việt Nam. Ngoài ra không có gì cản được hết, chỉ có đoàn kết quốc nội và quốc ngoại. Trước 75 sau 75, người Bắc người Nam người Trung phải thống nhất lại một, đoàn kết, đại đoàn kết thì mới chặn được cái sức mạnh của ngoại bang. Đó là việc